Xin chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư của 5 ngày 4 đêm của mình nè. Đây là ngày sắp cuối nữa rồi. Là hôm nay là một hành trình của mình là sẽ đi thác Bản Dốc và sẽ đi về hồ Ba Bể và ở. Đây là hằng sáng mình đi vô ăn phở vịt quay đây. Wow, vịt quay. Gà nhá, một phở gà sáng, vịt phở vịt trộn. Rồi, xin mời nha. Trùng Khánh, đây là gần biên giới của Trung Quốc. Giờ đang mọi người đang xuống để giải lao và đi tiểu. Chơi đồ Trung Quốc đây ăn toàn đồ Trung Quốc hết. Quậy thu phí. Chú này không phải đâu anh nhé, chú này không phải, nhưng đằng kia đúng không? 6 km, chạy ông địa phận Việt Nam là 49 km, mà cái nơi mà Trung Quốc chảy sang Việt Nam á là thác Bản Dốc. Trung Quốc họ đến qua họ thế à? Phải đi từ bên kia ra. Mừng bay flycam cam anh nhé. Hả? Từ xưa nay rồi, cái đầu này này. Đây Trung Quốc đây. Cái đầu nước chảy này.
Đây là cái bờ rào đây. Đây nó ngăn từ ngày xưa rồi. Không, cái dòng thề cuối là thế, bên kia là của nó rồi, những cái đồng nguồn này này. Vinaphone. Yeah. Vinaphone. Yeah. Bây giờ con trai phải ra ngoài. Quá đẹp. Khu vực biên giới cấm các loại hành động quay phim flycam.
Vinamon. Vinamon, yeah. Yeah. Dạ hả con rồi. Có cái đường, cái nãy có cái đường. Nó dẫn đường, nó đang dẫn đường. Đi nó dẫn đường về xe. Nó đang dẫn đường gì? Mình bị thất lạc rồi, nó đang dẫn mình về á. Khung động mà. Người ta rất là nhiệt tình. Cháu như thế này phải nhiệt tình. Chính là có chưa không chứng chưa được tham gia cái này. Cái cổ chưa được. Không, không được, không được. Chưa được. Bây giờ thằng này chưa chưa. Rồi, rắc lại nhìn. Có nhận hết rồi. Có nhận hết rồi. Đây. Dùng đàng hoàng. Cả đoàn video ạ. Đầu tiên thì cháu chúc sức khỏe
của cả đoàn. Và thứ hai là mong muốn là các bác, các cô đến với Ba Bể có một cái kỷ niệm, cái niềm vui trải nghiệm đến Ba Bể ạ. Rồi, ok. Xin giới thiệu cháu tên là Đức ạ. À, biết Đức, Đức Lan cho. Đức Lan. Đức vợ là Lan phải Lan ạ. Không có gì cháy rồi. Không phải. Không phải là đoàn chúng tôi, nhưng mà sau khi về trở về thì cũng có rất nhiều đoàn đến đây. Mà kể cả các chú cũng mình phải khuyến khích các chú quay lại chứ. Lần sau phải có cái gì mới hơn nữa chú lại quay lại nhé. Vâng ạ. Phải quay lại chứ. Bao giờ mới là khuyến khích cho các chú quay lại. Đức này. Đã. Theo tập tục của đoàn này là đã mời uống và kiểm tra hết mới được đi nhé. Đây, uống và kiểm tra từng người một đấy chứ. Không mời được bỏ đi là không được đâu. Nó khó coi. Hàng quá đây. Yeah. Hôm nay là buổi cuối cùng vui nhất thôi. Đêm nay là vui nhất. Mai người ta là chia tay nhau. Đúng rồi. Mai thì ăn sáng ăn tiếc này. Sáng là vẫn bình thường mà. Thế là mấy chiều mai, ý là chiều mai ta chỉ đây. Bằng cái buổi tối hôm nay. Nay rồi. Chiều mai là ta không còn ngồi. Thế này. Chiều mai sau. Rồi. Thế Dương nè. Tài chế lụa, tài chế lụa. Tài chế lụa. Vượt vàng. Như giấy lụa đó. Về đây là an toàn. Con này. Tôi có ý kiến nhé. Bố thế trong bắt tay tài xế, cái trong bắt tay. Tài chế lụa đó mà. Tài chế lụa tuyệt vời. Tài chế lụa. Anh Biên. À, bên đây bắt tay tài xế. Anh em bắt tay Dương cái. Đúng rồi, rồi. Rất là rồi, bắt tay cháu đi đây lại chứ. À, cảm ơn. Rồi, Đức nè. Cảm ơn. Xa thôi. Vâng. Hay là cứ bắt. Bắt chứ. Hôm nay không đủ tiêu chuẩn không? Nhưng mà thôi ưu tiên.